I've been running laps at the track of my old school. Hello hello, sao đã quay trở lại cùng video SWAT và review mới rồi đây. Video lần này thì chị em mình cùng khám phá bộ song mới toanh vừa được Black Crew trình làng mang tên là Cotton Leaf Color nhé. Với định hướng là chiếc song kem cho lớp finish lì nhưng mà nhẹ môi như kiểu bông, sao đã rất là háo hức khi cầm thỏi song trên tay. Packaging mới toanh với dáng song trụ tròn, phần thỏi song trắng và nắp mỗi màu sẽ trùng với màu song bên trong. Sao nghĩ nếu mà thân song làm bằng nhựa trong xuyên thấu màu song luôn á thì sẽ xinh lắm đó. Đợt này thì điểm cộng lớn nhất là khoảng mút son, dạy mút trụ với cái mặt phẳng xung quanh, mút có phần xéo nhọn và một lỗ khoét điều tiết lượng son. Bộ son lần này thì gồm có 5 màu. Trong video này thì Sa sẽ swatch và review đủ cả 5. 5 tông son của bảng màu lần này đều xoay quanh các sắc thái của tông đỏ, tổng hợp của các sắc đỏ trendy nhất. Mở đầu là T01 Chocolate, tông đỏ nâu vừa dễ dùng vừa thời thượng. Màu son này thì không những làm tôn da mà còn giúp bạn rạng rỡ ngay cả khi để mặt mọc, chỉ dùng mỗi son. Chocolate thì không kén da đâu, tông da nào cũng thỏa thích dùng màu son này. Chiếc son Cotton Leaf Color của Black Rose sắp đặt, sẽ thấy khá là giống chiếc son Tint Mousse. Son rất là ẩm, khi đánh lên thì bóng nhẹ nhưng mà bậm môi phát lời lì ngay. Chiếc son này rất là đẹp và rất là thích hợp cho các bạn thích đánh son phai loang màu xu hướng đó. Đầu mút son mới lạ nhưng cực kỳ dễ dùng, sẽ rất ghiền phần mút son này. Đây là một phát minh điểm 10 của Black Rule luôn. Độ lên màu của Cotton Leaf Color chuẩn rõ, son rất mịn và mỏng nên cực kỳ dễ đánh lòng môi và toán loang màu. Với chiếc son này thì sẽ thích dùng kiểu lòng môi hơn bởi vì môi rất là nhẹ, dùng son như là không dùng vậy. Ngược lại thì khi dùng son cả môi, son lại không có độ set lại, sẽ hơi dính lem nhem cho chị em mình khi sinh hoạt một chút. T02 Vintage Lady là tông son đỏ hồng đất, sắc hồng trong màu son này khá rõ và son thuộc tông lạnh, cho nên là Sa thấy son hơi ánh tím đôi chút. Màu son này cũng rất là trendy, thích hợp cho những bạn thích dùng son tông hồng mà không lo bị sến. Sa rating một chút má hồng đi kèm với tông son này nha. Màu son này thì cũng không kén tông da đâu. Chiếc son Cotton Leaf Color thơm mùi chocolate kem béo béo rất là mới lạ và ngon miệng. Ngửi mùi son phát là Sa muốn đưa vào miệng luôn. Mùi son khá là rõ ràng, Sa nghĩ là mùi son này rất thơm và không gây khó chịu đâu. Black Rue Cotton Leaf Color hiện được bán chính hãng tại shop 3 với giá là 210.000 một thỏi. Đây là giá rất là bình dân nên chị em mình thích thì có thể nhích ngay. T03 Sweet Pumpkin là màu son nhiều cam nhất trong cả bảng màu son này. Tông đỏ cam cháy xinh hút mắt, tỷ lệ đỏ có phần trội hơn cho nên là màu son này rất là dễ dùng, không làm xỉn ố răng như các tông son cam cháy hẳn. Nếu mà bạn đang phân vân giữa đỏ cháy hay cam cháy á, thì chọn Sweet Pumpkin, một tông son ở giữa hai màu này cũng là một gợi ý sáng giá đó. T04 Tomato Box là tông son có sắc thái tươi nhất trong bảng màu lần này. Tông son đỏ coral với chút ánh cam, chút ánh hồng. Khi dùng kiểu lồng môi thì sắc hồng sẽ rõ hơn. Khi dùng son cả môi thì sắc cam sẽ chiếm ưu thế. Tuy thuộc đỏ nhưng mà màu son này thì sẽ chỉ rating cho các bạn da từ trung bình đến sáng thôi. Sắc cam và độ tươi của màu son này cũng sẽ làm ố vàng men răng đôi chút đó. Màu son này thì đòi hỏi makeup nền để dùng đẹp. Tomato Box có phần là khó dùng hơn hẳn các màu son khác trong bảng màu. Khi sinh hoạt thông thường thì sẽ thấy son bám trung bình từ 3 đến 5 tiếng, son sẽ để lại dấu môi khá là rõ khi uống nước. Son có để lại lớp stain màu nhưng mà bám không lâu như stain của son tinh đâu. Và tùy màu, tùy kiểu đánh mà lớp stain động lại sẽ khác nhau. Màu son cuối cùng T05 Rose Macaroon là sắc đỏ hoa hồng khô mà các bạn Hàn Quốc hay dùng đây. Rose Macaroon là lựa chọn sáng giá cho các chị em thích dùng đỏ nhưng mà lại muốn ánh nhìn thật là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Màu son này thì không kén tông da đâu nên chị em mình tha hồ lựa chọn. Điểm trừ duy nhất mà Sa không thích của bộ son này là khi đánh son cả môi, khi bậm môi sẽ thấy son hơi dính dính một chút. Với Cotton Lip Color thì Sa thấy hợp nhất với kiểu đánh lòng môi hoặc là dạng cả môi mà tán loang phai màu á. Trên thang điểm 10 thì Sa sẽ cho son 8 điểm. Sa thấy đây là một chiếc son dùng rất là thích, mút son lại hay ho và bảng màu lại rất là trendy. Tuy độ bám của son không lâu và một chút khuyết điểm nhỏ khi đánh cả môi, nhưng mà tổng quan thì Sa nghĩ rất là đáng mua đó. Hai màu Sa thích nhất là T01 Chocolate và T03 Sweet Pumpkin. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Beauty & Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.